và đều xuất sắc các bạn nhá. Đây clip này thì em sẽ test chất âm khi quay bằng điện thoại, đánh chỉ có loa không các bác nhá, loa với đẩy không có súp nhá. Xóm nghe luôn, mà cái này cả xóm nghe cái dòng này, cái tiếng của nó đi rất là xa. Với đôi loa này thì không gian cho các bác chơi từ 30-40 m². Đó, anh em mà thích tiếng bass nó mạnh hơn, uy lực hơn thì chắc chắn rồi chúng ta phải chơi tiếng súp nhá. Đó, còn tiếng bass con này vốn dĩ nó đã hay rồi, nhưng mà loa thì chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều tiếng bass các bạn, để làm sao để cho loa nó được bền hơn. Còn loa mà mình lạm dụng tiếng bass nhiều quá mà đánh vừa súp xong lại vừa lời vừa hát vừa nhạc nữa thì nó thật các bác nè, nhanh tàn lắm. Đây, cặp loa VEE 11 củ các bác nhá, dòng thương hiệu của Italy, dòng này bass chép bên trong nội thất được quá chất rồi. Anh em cứ làm mua bãi mà chơi, đừng mua mấy cái dòng hàng mới, hàng đóng, hàng nắp ráp làm gì, nó thật các bác nó rất là phí tiền. Đó, cứ hàng bãi xịn mà chơi. Thử cho mic nha. 1 2 3 4 5 6. Đó, em đang vang ghép vang số Patio DK5000. Con này cái tiếng mic mình đòi rất là hay đó các nhá. Đó, hay lắm. Với không gian từ 30-40 m² một đôi này là anh em có thể đủ chơi rồi. Đời hay tuyệt vời. Vang nhạy của vang số Patio DK5000 các bác nhá. Đó. Lời nói là rất là hay, cặp loa này không thể chê được từ hình thức cho đến chất âm. Tuyệt vời không ạ? Em đang đánh ở trên con đẩy JD 850W một kênh các bác nhá. Con này thì công suất cũng rất là khỏe. Với những dòng loa như thế này thì đánh hai cặp. Con này công suất của nó thì nó dao động từ 400 mà mắc của nó lên đến 1600 các bác nhá. Công suất rất là khủng. Như vừa nãy mình Vũ mở thì nó chỉ đâu đấy nó chỉ đạt khoảng tầm 40% đấy các bác nhá. 40%. Đấy, mình chưa khai thác con này mà nên khai thác tầm 6 đến 70% thì nó thật các bác chất âm của nó là quá hay các bác. Mọi người xem video thì hãy cho mình Vũ xin một lượt like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta có thể nhấn vào nút đăng ký follow kênh để cập nhật những sản phẩm mới bên em về, thì sẽ làm clip mà giới thiệu cho toàn thể các bác và báo giá tất cả mặt hàng các bác nhé. Xin chào mọi người nha.